Hi, xin chào anh em, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là tiếp tục cái series mà cách tăng lực chiến cho mấy anh em. Thì phần này sẽ là phần nói về cách tăng lực chiến ở trong nhà huấn luyện và Saitama và cái nhà chính. Thì đầu tiên là mình tới cái nhà chính trước, cái nơi mà mấy anh em sinh hoạt hàng ngày về cái ủy thác và cái để nhận mấy cái nhiệm vụ hàng ngày. Thì ở trong nhà chính này cái tăng lực chiến nó nằm ở đâu? Thì ở trong cái phần nhà chính này nó sẽ có hai phần. Đầu tiên là về cái phần nhà huấn luyện. Nhà huấn luyện ở đây thì khi mà mấy anh em chơi server mới, server cũ thì mình không nói, server cũ thì mấy anh em mới nâng cấp hết rồi. Thì cái nhà huấn luyện này là một trong những nơi tăng lực chiến và chỉ số gốc cho các anh em rất là nhiều, chỉ số gốc, chỉ số tiêu hệ rất là nhiều. Thì mấy anh em phải bắt buộc á là phải nâng hết, chỉ trừ khi mấy cái phần trăm này nó tốn nguyên liệu và nó tốn vàng rất là nhiều, mấy anh em không nâng thôi. Ví dụ như mình ở đây mình dùng một set khác đấu đi, thì mình huấn luyện lên như vậy, nó sẽ tăng là cái này nó tăng phần trăm nha, nó sẽ tăng phần trăm phòng thủ phần trăm và tấn công phần trăm, nó sẽ tăng rất là nhiều chiến. Nhưng mà mấy anh em làm cái này thì phải có vàng nhiều và có tài nguyên tích nguyên liệu nhiều thì mới có thể gọi là lên cái này nhiều. Chứ hiện giờ để mà tăng cái này lực chiến này lên cao á khó lắm. Cái phần trăm này để mà lên mát là chỉ có đại gia thôi, phải không? Thì một lần lên nó cộng có 7 lực chiến mà lên không cao. Ở giai đoạn đầu ví dụ như mấy cái này nè, mấy cái mà 0% á nó cộng thẳng vô trực tiếp chỉ số như thế này nè. Đây. Tấn công, phòng thủ như tăng thuộc tính thẳng như thế này nè. Đó thì nó dễ lên hơn. Và ngồi ra ở trong cái phần phần trăm này á thì tại sao mình không roll nó lại, tại vì thứ nhất là vàng á, cái vàng này để nâng cấp trang bị cái thời điểm mà ra tuấn ít rất rồi nhiều, hoặc là mấy anh em nâng trang bị cho tuấn ít rất rồi cộng nhiều á thì nó sẽ rất là hao. Khi mà qua tới cái giai đoạn mà mấy anh em rã đồ hoặc là chưa dùng đồ hình tụ 33 thì nó sẽ có dư, nếu mà dư thì anh em dùng để nâng cấp cái này thôi. Và cái này nâng cấp nó hơn xui và nó tốn thời gian lắm, tốn thời gian cực kỳ tốn luôn. Đấy, ví dụ như này lên nó lên không được bao nhiêu, ví dụ như bốn cái đầu này nè, đây nè, 1, 2, 3, 4 cái đầu này thì nó lên nhiều, nhưng mà 2 cái phần trăm nó lên rất là ít. Nhưng nếu mà các bạn lên, nếu cố lên được thì vẫn ngon, vẫn ok bình thường không sao hết. Rồi tiếp theo là ở trong cái phần nhà chính là phần nhà huấn luyện, đây phòng nghiên cứu. Thì trong cái phần nhà nghiên cứu này á thì mấy anh em thường á, mấy anh em mới chơi á hoặc là mấy anh em đã chơi lâu rồi cũng không để về những cái chỉ số. Ví dụ mình nói ví dụ nha, mỗi một cái thẻ của con tướng này nó sẽ có chỉ số khác nhau. Ví dụ nha, mình nói là con, ví dụ như con Amai này, khi mà mấy anh em lên cấp á là nó sẽ tăng trọng thương nè, tăng sát thương nè, tỷ lệ đánh đơn nè, rồi tỷ lệ trọng thương. Và con đồng đế, ví dụ như con đồng đế đây là nó sẽ tăng chi tiết nè, tỷ lệ sát thương chuẩn, tỷ lệ sát thương chuẩn hay là tỷ lệ đánh ngang. Thì khi mà độ hình ví dụ như độ hình của bạn là đi độ hình đam DOT thì bạn phải lựa những con nào đam DOT. Ví dụ như con Genos Max nè, con Genos Max Power nè, con Giro nè, là những con nào mà tăng sát thương đam đốt hoặc là đam DOT. Hoặc là nếu bạn đi độ hình hồi máu thì có những con như là tiến sĩ Genos nè, mũi nè thì nó sẽ tăng. Hoặc là đam đơn ví dụ như Skin nè. Chứ các bạn nhìn trên đây á, những cái lực chiến này gọi là chỉ là lực chiến ảo thôi. Còn nếu mà các bạn thực sự mà muốn để lên như gì á, để lực chiến nó tăng cao á, thì ok không sao hết. Nhưng mà khi đi BK nó rất là yếu. Tại sao? Tại vì ví dụ như là con Amai này, cái thời mà meta con Zombie Man á là những con tướng trọng thương á là nó rất là ngon. Mấy tướng trọng thương rất là ngon. Nhưng mà khi qua cái thời đại meta trọng thương rồi á là nó lại không ngon nữa. Nhưng mà nó có tỷ lệ đánh đơn thì mình bây giờ mới giữ thôi. Hoặc là những con khác ví dụ như là tiến sĩ Genos thì nó sẽ hồi máu, Zombie Man nó cũng có trọng thương. Đây Zombie Man, đây Zombie Man nó có tỷ lệ trị liệu nè, rồi tỷ lệ sát thương hàng dọc nè, tỷ lệ trị liệu nè. Con tiến sĩ Genos là cũng là tỷ lệ trị liệu. Còn ví dụ như con Bakugan, đây mình coi từng cái chỉ số trong đây mà để mình chọn lựa, đánh đơn nè, trọng thương nè. Đấy thì những cái chỉ số trong đây phụ thuộc vào cái cách chơi và cái lối chơi của mấy anh em sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như mấy anh em lấy tăng sát thương hoặc là mấy anh em lấy trị liệu thì nó sẽ cộng cho team nhiều hơn và lỡ cho team nhiều hơn, nhưng mà bù lại lực chiến nó sẽ không có cao. Thì lực chiến của những con tướng á thì các bạn coi trong cái phần mà ở bên phía góc phải đây gọi là sức mạnh đây nè, cái phần ô chi tiết tướng này nè, thì mấy anh em phần ấn như phần chi tiết đây thì mấy anh em sẽ coi. Ví dụ như con bơm là nó là tỷ lệ kháng bạo nè, kháng hiệu ứng nè, khi mà nâng lên level 8, level 9 thì nó sẽ ghi là tỷ lệ kháng bạo nè, tỷ lệ kháng bạo nè, nó sẽ tăng thêm. Nói chung là kháng, nói chung là con bơm xài khá là ngon. Và một số con khác thì mấy anh em chỉ cần vô mấy anh em chết tỷ lệ là nó sẽ ra, hoặc là xây dựng cái viện nghiên cứu. Mấy anh em nào cái con mấy anh em không xài á thì mấy anh em bỏ vô cái viện nghiên cứu này, nó sẽ tăng lực chiến lên rất là nhiều. Và viện nghiên cứu này sắp tới con mực nó ra nữa thì nó sẽ đầy cái ô này. Ok rồi, đấy là cách thứ hai ở trong cái nhà chính. Và cách thứ ba là đối với cái mô hình, cái bục mô hình đây nè, là thường nha, mấy anh em nào mà gọi là đại gia đó thì lấy hết tướng á sẽ lực chiến rất là nhiều.
Tại sao có những người ta chơi mấy cái bục đây nè, mấy cái bục đây nó sẽ tăng lực chiến rất cực kỳ nhiều luôn nha. Ví dụ như một cái bục đây không nè, mình coi chỉ số của cái bục đây nè, nó cái bục đây không nha, nó sẽ tăng là 130 tấn công và 130 phòng thủ và HP. Thì mấy anh em nhân cho 10 lên đi, 10 cái bục này sẽ là 1300 tấn công, 1300 phòng thủ và 7800 HP. Mà trong đây nó có bao nhiêu cái bục anh em tính nha, là có bao nhiêu cái trang, là trang 1 tới trang 13. Đây, trang 1 tới trang 16, 17 rồi, ra luôn 17 rồi, 16 là con 17 là con Tatsuma Kung Fu Buki mới, và 16 thì một ô á bao gồm nó một tướng 1 2 3 4 5 6 7. Một ô này là 7 con, còn mấy ô thấp hơn là bao nhiêu con này? 7 con đúng không? Vẫn 7 con, 1 2 3 4 5 6 7. Đó, một ô là 7 con thì mấy anh em tính đây 10 cấp này là 70 con, mà 70 con mà nhân cho 1030 lực chiến đi thì lên rất là nhiều, cực kỳ luôn, ở lại mấy anh em không để ý. Rồi, tiếp theo là cái tăng cấp sau của tướng. Tại vì tăng cấp sau nó sẽ tăng trong đây, ở trong cái phần kế hoạch đây mấy anh em sẽ coi. Thì cái tăng cấp này á, là nó sẽ tăng phần trăm nha, nó sẽ tăng phần trăm cho anh em. Ví dụ như trong cái phần này là điều kiện kích hoạt cấp kế tiếp là nhân vật đạt 6 sao là nó sẽ lên là tăng phòng thủ và HP tăng lên phần trăm. Thì trong đây là mình thiếu một con 6 sao là mình có con Vaximen 6 sao nè, con Genos Maple 6 sao, con Mát Chân Điện 6 sao này, mình phải lên thêm một con 6 sao nữa để mình nhắn cho mình bùi dưỡng mình lên được con này 6 sao không. À, con này phải tham gia quyết đấu tích lũy thắng một trận. Quyết đấu anh hùng quái nhân á, mình nghĩ là cái này là chỉ là quyết đấu anh hùng quái nhân thắng một trận là được tăng lên 7 sao thôi. Mình nói mình chết thử mấy con khác để lên được hay không. Mấy anh đợi một tí, này là 3 nè. Nhóm 1 nè, nhóm 2 nè, kế hoạch nè. Có 1 trên 6 sao là con Fubuki 6 sao nè. Đây con Fubuki 6 sao nè. Con tiến sĩ này mình coi thử lên được 6 sao không. À, vẫn chưa thắng được luôn, phải bồi dưỡng. À, cái này là mình khi mà làm clip này, thấy không, bản thân mình mà mình làm clip mà mình cũng không để ý mấy cái này nữa, nói chi mấy anh em đó. Thì khi mấy anh em lưu ý là để mà kích hoạt mấy này, tại vì sau này thì sao server cũ á, mình nói đặc biệt server cũ thì mấy cái thẻ mấy con tướng này nhiều lắm, hoặc là mấy anh em mới dùng thẻ mảnh tím XR á, mấy anh em đổi ra đừng có để dành. Sau này mấy cái thẻ đó có nhiều lắm, chơi sự kiện nó ra quá trời mấy cái thẻ đó thì mấy anh em cứ dùng lên thôi đấy. Rồi, về phần nâng cấp về phần trăm, cái tiếp theo nữa là về tăng sao của tướng thì mấy anh em rõ rồi. Còn hai cái còn lại là chỉ dùng cho đại gia thôi, là cái tăng sâu tím và cái thẻ trang phục, nó cũng kích hoạt được tăng kỹ năng. Mấy anh em chỉ cần nhắc cho đây thôi, mấy nào full trang phục á thì mấy anh em bỏ vô. Còn mà cái này hai cái tính năng này là cái tính năng nâng sâu tím và cái tính năng trang phục này chỉ dành cho những người cực kỳ đại gia thôi, chứ còn hầu như là người thường thì khó lắm. Tại vì cái tính năng nâng sâu tím này thì làm sao mà để tổng mà được 13, 14, phải lên được 5 sao đầy đủ hết, khó lắm mấy anh em. Cho nên là sau này dư thì mình muốn nâng sao nâng, với bây giờ thì nâng nó không tăng nhiều, thấy không? Từ cấp 6 lên cấp 7 nó chỉ có tăng mỗi cái 100 cấp thôi, nó không nhiều, chỉ dành cho đại gia thôi. Thì ok, xong rồi đó. Thì ở trong cái phần mà nhà này, trong cái phần mà nhà chính á, thì nó sẽ còn có mấy miếng cần lưu ý nè. Cái quan trọng nhất là cái phòng nghiên cứu, là nó sẽ tăng lực chiến từ co, mấy anh em nâng cấp co càng cao và lựa chọn cái co phù hợp với những đồ hình mấy anh em chơi. Ví dụ mấy anh em đam chính là Kabuto thì mấy anh em phải đi là đánh đơn và xét thương chuẩn. Rồi mấy anh em đi chính là chày thì mấy anh em phải lấy xét thương đơn, chày là xét thương đơn nha, và tăng thêm xét thương hoặc là xét thương tụ lực. Rồi nếu mà sau này ví dụ như anh em muốn đi đam DOT thì mấy anh em phải đi lấy xét thương chuẩn, hoặc là đi phản đam Kabuto thuần tăng không siêu tuyệt kỹ thì mấy anh em mới lựa những con nào có xét thương chuẩn để cho nó gọi là tối ưu hóa cái đam cho anh em. Nếu cùng lực chiến thì mình nói rằng quan trọng thì vẫn là hiệu quả thôi. Nếu cùng lực chiến cao mà ví dụ như mình hơn người ta 10k 20k lực chiến mà mình đi BK mình thua người ta cũng vậy thôi, nhưng mà kỳ người ta thấp hơn, người ta lắp ngọc kháng, người ta chấp nhận, người ta không có sống ảo, gọi là sống ảo bằng lực chiến đó, thì người ta đi kiểu là ngọc kháng, ngọc tăng sát thương thì nó sẽ mạnh hơn bạn rất là nhiều. Đó là phụ thuộc vào cái lối chơi của anh em. Rồi cái thứ hai cần lưu ý đến là cái phần trong cái ủy thác, đau lộn, cái phần mà bục và mô hình, thì mấy cái đó mấy anh em phải cần để ý là nâng cấp sau tướng này. Nhiều anh em sau này tích nhiều nguyên liệu lắm, mấy anh em chơi lâu quá nhiều nguyên liệu lắm, mấy anh em cứ để trong đó không, mấy anh em không biết làm cái gì đó thì nó sẽ rất là phí. Cho nên là mấy anh em phải để ý ngay cái bản thân mình cũng không để ý nữa là nói gì mấy anh em. Còn cái mà tiếp theo nữa là cái huấn luyện này á, thì đối với mấy anh em server mới á, chỉ cần nâng 4 cái mục đầu thôi. Đây, nâng 4 mục đầu đây. Đây, huấn luyện sơ cấp nè, huấn luyện trung cấp nè, huấn luyện cao cấp nè, huấn luyện siêu cấp nè, huấn luyện chuyên gia và huấn luyện bậc thầy thôi. Đặc biệt thôi, còn lại hai cái phần trăm thì mấy anh em không cần nâng. Tại hai cái phần trăm, thứ nhất là nó tốn nhiều nguyên liệu và nó không có tăng nhiều lực chiến. Cái nguyên liệu đó để làm thứ khác nó sẽ tăng và hiệu quả hơn, thì mình sẽ làm ở clip sau.
Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và chúc anh em đầu năm mới đi làm. Ngày mai là mùng 7 rồi, thì sẽ ngày mai là mùng 7 giống thứ 7 thì mấy anh em nào đi làm á thì mùng 7 là thứ 7 hoặc là thứ 2 thì mấy anh em nào đi làm á sẽ được sếp hoặc là trong công ty phát quà phát lộc đầu năm và may mắn trong cái tuần đầu tiên của đầu năm nhiều hơn. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và chúc anh em một lần nữa chúc anh em tràn đầy sức khỏe và tràn ngày tràn ngập hạnh phúc trong cái mùa Tết này.